Chào mừng các bạn đến với kênh iTechVN. Trong clip hôm nay, iTechVN xin được gửi bạn thông tin cực kỳ ấn tượng vào ngày 11 tháng 11, 2023 này. Hãng Ford Việt Nam đang tung ra một chương trình khuyến mãi cực lớn, đó là giảm 100% phí trước bạ. Phần này sẽ không bao gồm 50% phí trước bạ sẽ được áp dụng đến cuối tháng 12, 2023 này. Các bạn cùng xem chi tiết trong clip sau các bạn nhé. Xuyên suốt video clip này chính là số hotline chính hãng của đại lý Ford thủ đô Hà Nội, và chúng ta hãy cùng xem chi tiết chương trình khuyến mãi trong tháng 11 này. Từ ngày 10 tháng 11 đến cuối tháng 11, tức ngày 30 tháng 11 thì tất cả dòng xe của Ford Territory sẽ được giảm 100% phí trước bạ. Phần này chưa bao gồm 50% phí trước bạ mà chính phủ đã áp dụng. Như vậy các bạn có thể xem lại một số video clip gần đây và chúng ta sẽ thấy thời điểm tháng 11 2023 này, giá của chiếc xe Ford Territory phiên bản lăn bánh ở tất cả các dòng sẽ là rẻ nhất trong tất cả các thời điểm từ khi Ford Territory xuất hiện trên thị trường. Ngoài ra các bạn có thể trừ trực tiếp những cái phần phụ kiện vào trong giá xe, bao gồm là dán phim cách nhiệt loại tốt, trải sàn da cao cấp, camera hành trình loại tốt và một thẻ cứu hộ 24/7 sử dụng 3 năm liên tục. Chúng ta hãy đến ngay với các bạn báo giá lăn bánh của dòng xe Ford Territory này. Như các bạn thấy thì phiên bản Ford Territory 2023 ở dòng Trend lăn bánh tại thị trường Hà Nội chỉ có 793 triệu mà thôi. Xin nhắc lại, cái mức giá chỉ là 793 triệu. Các bạn có thể so lại với một số cái clip gần đây mà iTechVN gửi đến các bạn thì giá này đang thật sự là tốt nhất trong cái thời điểm gần đây. Và chúng ta thấy ở bảng cao nhất TJMX cũng có mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội là 916 triệu, ở các tỉnh sẽ là 905 triệu. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, dòng Ford Territory 2023 Titanium X sẽ là 925 triệu đồng để lăn bánh. Mức giá này rẻ hơn đáng kể bởi vì trước đây thì phiên bản Titanium X luôn có mức giá lăn bánh là hơn 1 tỷ đồng. Vì vậy thì các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới để chúng ta có thể book xe. Và ngay cái thời điểm tháng 11 2023 này, nếu các bạn chốt được cái hợp đồng đặt cọc vào ngày 11 tháng 11 thì chúng ta sẽ được tặng rất nhiều những quà tặng khuyến mãi, và đặc biệt cái phần thưởng cao nhất sẽ là cái chuyến đi du lịch Maldives trị giá 119 triệu cho hai người. Phần giữa video clip các bạn sẽ thêm thông tin chi tiết về cái chương trình khuyến mãi này. Trong khi đó thì phiên bản Ford Territory theo cái phương án trả góp thì chúng ta sẽ có cái số tiền tối thiểu nó cũng sẽ giảm đi đáng kể. Lần lượt ở bảng Trend ở thị trường Hà Nội, mức giá trả góp tối thiểu là 135 triệu đồng. Ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng là 143 triệu, trong khi đó bảng Titanium thường ở Hà Nội là 146 triệu và ở các tỉnh khác trên toàn quốc sẽ là 136 triệu đồng chi phí tối thiểu, ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh là 156 triệu đồng. Các bạn có thể liên hệ số hotline bên dưới để chúng ta xem cái chương trình chính xác nhất về cái phiên bản mà dòng xe Ford Territory, cũng như chúng ta quan tâm thêm về các phụ kiện nào là quà tặng kèm theo, cái phụ kiện nào chúng ta có thể trừ trực tiếp vào trong giá xe thì các bạn có thể gọi ngay số hotline ngay bên dưới. Dòng xe Ford Territory này trong cái thời điểm từ ngày 10 tháng 11 đến cuối tháng 11 thì sẽ được áp dụng cái chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn. Và các bạn có thể xem trực tiếp màn hình ở vị trí này, chúng ta sẽ được tặng rất nhiều những cái quà tặng khuyến mãi, bao gồm cái phần cao nhất đó là hai cái vé du lịch ở Maldives trị giá tối đa là 119 triệu. Bên cạnh đó các bạn có thể thấy ở đây là iPhone 15 nè, chúng ta có Apple Watch và rất nhiều những cái quà tặng khác. 100% book xe trong tháng 11 sẽ nhận quà các bạn nhé. Như vậy dòng xe Ford Territory không chỉ mang bên mình một kích thước to lớn như chiếc Honda CR-V và tất cả những đối thủ cạnh tranh trong phân khúc của dòng CR-V hạng C. Ở thị trường hiện nay chúng ta còn có Mazda CX-5 nè, rồi có cả Subaru Forester đang có mức giá cũng rất tốt. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại các bạn có thể thấy ở đây mức giá niêm yết của dòng xe phiên bản Territory ở bảng Trend là 822 triệu. Cho bảng Titanium thường là 909 và cái bảng cao nhất là Titanium X của dòng Ford Territory là 954 triệu đồng. Tuy nhiên thì ở thời điểm tháng 11 này, dòng xe này đang áp dụng một cái chương trình cực kỳ ưu đãi của Ford Việt Nam, đó là áp dụng tặng 100% phí trước bạ. Phần này là đang không bao gồm 50% cái phí trước bạ của chính phủ hỗ trợ. Vì vậy thì các bạn có thể thấy là mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội của phiên bản Ford Territory 2023 ở dòng Trend đang rẻ hơn cả cái mức giá niêm yết, đó là 793 triệu. Trong khi đó thì bảng Titanium thường là 873 triệu đồng mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội. Còn bảng cao nhất Titanium chỉ có 916 triệu đồng mà thôi. Ở các tỉnh chúng ta chỉ là 905 triệu. Và tại thành phố Hồ Chí Minh thì bảng Titanium sẽ là 925 triệu đồng, có thể lăn bánh chạy xe ngay về nhà. Các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới để chúng ta có thể đặt cọc, hoặc là chúng ta có thể hỏi về cái mức giá chi tiết những cái chương trình khuyến mãi ngay trong tháng 11 này. Như vậy không chỉ kích cầu tiêu dùng và cái ngày 11 tháng 11 các bạn đặt xe và chốt hợp đồng trong ngày đó, chúng ta 100% sẽ được nhận quà.
Và xin được phép nhắc lại về các phương án trả góp, nếu như chúng ta chưa chuẩn bị sẵn về cái phần tiền mặt để thanh toán ngay thì chi phí trả góp lần lượt cho các phiên bản, bản Trend, bản Tizium và Tizium X ở thị trường Hà Nội lần lượt là 135, 146 và 153 triệu đồng chi phí tối thiểu là chúng ta có thể sở hữu ngay dòng xe này. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ lãi suất và chi phí cụ thể như thế nào, thời gian bao lâu, cũng như là ngân hàng nào chi tiết thì các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới. Dòng xe này không chỉ có kích thước to lớn, ở trong khoang nội thất cũng vô cùng hiện đại và chúng ta có một cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama, một trong những cái điểm cạnh tranh lớn nhất của chiếc Ford Territory ở phiên bản Tizium và Tizium X so với những đối thủ trong cùng phân khúc. Và xin được phép nhắc lại, dòng xe Ford Territory 2023 ở thời điểm tháng 11/2023 này đang ưu đãi là giảm 100% phí trước bạ, cũng như các bạn sẽ trúng thưởng 100% khi book xe trong tháng này. Và chúng ta có thể gọi ngay số hotline bên dưới để biết được thông tin chi tiết kèm theo những quà tặng của hãng. Xin chào và xin hẹn gặp lại.